Alo, xin chào quý vị. Mấy ngày rồi không có gặp quý vị ơi, không có lên clip gì hết trơn. Mấy ngày hôm nay á, quý vị biết không, rất là bận bịu luôn. Không có lên chia sẻ cái môn học được. Vì là mấy bữa nay trong nhà có người thân mất sau khi đi đi chích chích ngừa mũi 2 về thì dẫn đến là nhồi máu cơ tim. Suy thận và tê liệt não và phổi phù tràn dịch, cho nên rất là nặng và nhà cũng đang có tang. Thì sẵn hôm nay Nhi mới rảnh chút xíu thì ra quay cho quý vị xem. Nhi đang chuẩn bị để làm thêm một cái gọi là cái mái, cái chòi, lá, cái khu đất còn trống đó, để làm thêm cái chỗ để sinh hoạt. Và mơ ước là sẽ thực hiện cái nơi tu thuyền để mà ngồi thuyền, để cho các cô chú anh chị có cái nơi để đến ngồi để mà giúp cải thiện cái sức khỏe cho mình. Chứ bây giờ đó quý vị thấy đó, dịch bệnh rất là nhiều và nhiều người ra đi, và bệnh tình nó càng ngày càng rất là nhiều. Thì chúng ta không có cái sức khỏe thì chúng ta không có chống chọi lại nổi với cái những cái bệnh mà gây ra cho chúng ta, để chúng ta ra đi một cách rất là đau thương cũng như là rất là tội nghiệp. Dì của Nhi thì 62 tuổi, không có gia đình, cũng chẳng có con, không có người thân, cho nên là dì đã về với Nhi thì Nhi cũng hướng dì về với tổ để được theo tổ tu học cũng như sớm được hồi hướng để đầu thai. Thì đây, để Nhi quay cho quý vị coi. Đây đang làm. Thì đang làm hôm qua, thợ về làm được ngày hôm thứ sáu. Thì sáng thứ sáu đó đó là sáng thứ sáu đó là cốt của dì á, xác của dì là đưa về ngày hôm thứ năm, chiều thứ năm. Thì sáng thứ sáu là đưa dì đi thiêu. Thì sáng thứ sáu thợ người ta cũng vô, người ta thi hành cái công trình để mà làm thêm như thế này. Mới đầu tiên là dự định xây cái chỗ này là để có thêm phòng ở, có thêm cái chỗ sinh hoạt cho dì nằm dưỡng bệnh, nhưng mà trên đường về thì dì cũng đã mất luôn. Thì chắc dì nghĩ cũng sợ làm khổ con cháu hay sao đó thì dì mất. Thì sáng thợ vẫn vô làm, thì ngày hôm sáng thứ sáu làm cho đến hôm nay thứ bảy, chủ nhật, thứ bảy làm, thứ sáu thứ bảy, hôm nay chủ nhật thì người ta nghỉ thì Nhi mới có thời gian Nhi quay đó. Đang làm còn rất là ngổn ngang đây quý vị. Đang ngổn ngang. Thì đây là một cái sân mà nó có mái rồi, nó đang trống. Thì Nhi mới đang chuẩn bị để làm nguyên một cái sân này. Chúng ta lợp lá. Nhi lợp lá để cho các cô chú anh chị đến đây ngồi thiền để mà giữ gìn cái sức khỏe, cũng như là chúng ta cũng sẽ giúp được rất là nhiều người về cái bệnh tật. Để giúp đời giúp người thì Nhi đây là cái mong ước của Nhi và cái nguyện vọng của Nhi. Thì dì vẫn còn đang ở ngoài sân và trên cái bàn đá ha. Đây thì dì, đây dì của Nhi đó. Và sau khi đó sáng thứ sáu đi thêu cốt thì bây giờ là cốt ở trong cái hũ này đó, cốt với lại hình thì Nhi vẫn còn để ngoài sân trên cái bàn để chuẩn bị mà xây cái chỗ này á, là chúng ta vừa được ngồi thuyền hướng về tổ cũng như hướng cho dì về tổ, một cái nơi để yên tĩnh để chúng ta ngồi, và các cô chú anh chị em đau nhức hay bệnh tật đến đây được ngồi ở đây. Ngồi ở đây thì nó cũng sẽ giúp cho mình giảm bớt cái bệnh tật đi, và để như làm riêng một cái không gian này rộng rãi là cái chỗ để tu thuyền không thôi đó quý vị. Thì hôm nay chia sẻ với quý vị như vậy. Nên cái sức khỏe rất là quan trọng, cho nên mà cái sức khỏe mà quý vị không có thì quý vị sẽ không bao giờ ngăn ngừa được cái bệnh tật của mình đâu. Ví dụ như nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, rồi đục cái gì gan nhiễm mỡ, nhồi máu cơ tim, rồi bị bệnh tiểu đường, bị bệnh gút. Thì khi chúng ta có cái chúng ta theo tổ, chúng ta theo cái môn học thuyền
thiền định này á, thì chúng ta sẽ có một cái năng lượng sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa những cái căn bệnh đó. Và nếu như chúng ta có bệnh thì chúng ta ngồi thiền thì một thời gian sau chúng ta sẽ hết, kể cả ung thư, thì rồi kể cả bất cứ bệnh gì thì chúng ta theo cái môn học này chúng ta cũng đều giải quyết được nha quý vị. Với lại là với cái môn học này á thì quý vị biết không, nó hướng cho chúng ta một cái suy nghĩ và một cái lạc quan rất là nhẹ nhàng. Khi chúng ta còn sống thì chúng ta giúp được ai chúng ta giúp, và khi chúng ta chết thì tro cốt của chúng ta thành là cát bụi. Thì chúng ta nên theo cái môn học trường sinh học này á, thì là chúng ta chủ yếu là chúng ta hướng cái tâm linh, xin cái tâm linh được về với tổ để cho họ tu. Còn cái xác nó chỉ là tro bụi thì nó trở về cái cát bụi. Thì Nhi nguyện là Nhi sẽ rải cái cốt này xuống biển để giải thoát cho cái sinh mạng mà đau đớn bệnh tật ở trần gian này. Thì khi cái cốt mà được giải thoát rồi á, được xả rồi á, thì lúc đó người ta mới dễ dàng được tái sinh, được đầu thai lại kiếp mới và con người mới. Chủ yếu mình hướng cái linh hồn mà thôi.